Xin chào các anh chị, xin chào các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đồng hành cùng Corabi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm hồ sơ thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng online. Trước đây á, để làm cái thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, các bạn phải đến các cái trung tâm giới thiệu việc làm. Như các bạn đã biết rồi, việc này thì tốn rất là nhiều thời gian và rất là mệt mỏi, bởi vì cái trung tâm giới thiệu việc làm nào á, thì người cũng rất là đông. Bạn phải đến rất là sớm, nếu bạn đến muộn á, thì bạn phải chờ đến ngày hôm sau. Ngày nay thì việc làm các cái thủ tục này thì rất là dễ dàng, các bạn có thể thực hiện bằng online. Để làm được cái thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp á, đầu tiên á, bạn phải có cái quyết định thôi việc của công ty. Cái thứ hai á, bạn phải liên hệ với công ty để chốt cái sổ bảo hiểm xã hội. Và cái thời gian mà nhận bảo hiểm thất nghiệp á, tính từ cái ngày bạn có cái quyết định thôi việc á, là không quá 3 tháng. Bước đầu tiên, bạn đăng nhập vào tài khoản dịchvucong.gov.vn giúp mình nha. Nếu bạn nào mà chưa có tài khoản này thì vui lòng đăng ký giúp mình một cái tài khoản. Mình có để đường link ở bên dưới, các bạn có thể căn cứ vào đó để tạo một cái tài khoản trên dịch vụ công nha. Việc đăng ký tài khoản dịch vụ công thì rất là quan trọng. Sau này tất cả các cái thủ tục liên quan đến hành chính công, các bạn có thể thực hiện bằng online một cách dễ dàng. Bây giờ mình đăng nhập nha. Như vậy là mình đã đăng nhập vào tài khoản dịch vụ công. Tại ô tìm kiếm, bạn đánh chữ bảo hiểm thất nghiệp. Lúc đó nó sẽ hiện cho bạn cái dòng chữ là giải quyết trợ cấp thất nghiệp, bạn chọn vào đấy nha. Tiếp theo, bạn chọn danh sách dịch vụ công. Bạn chọn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp mức độ 4, chọn cái đầu tiên nha. Cái có dòng chữ là cơ quan thực hiện là Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Bạn ấn vào chữ nộp trực tuyến. Tiếp theo, bạn điền thông tin vào đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nha. Ở đây thì có thông tin cá nhân này, thì có số chứng minh nhân dân này, thì các bạn ghi ngày cấp vào, nơi cấp, số căn cước công dân, bạn cũng ghi ngày cấp, nơi cấp, ngày chấm dứt hợp đồng lao động là ngày bao nhiêu thì bạn cũng ghi vào đó giúp mình. Như vậy là mình đã điền xong cái thông tin cá nhân. Tiếp theo là bạn điền cái ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Cái này thì bạn căn cứ vào cái quyết định thôi việc để bạn điền vào cho chính xác nha. Giả sử mình điền là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023 đi. Dân tộc Kinh, tôn giáo của mình không nên là mình sẽ ghi là không. Bạn kéo xuống bên dưới để điền tiếp nhá. Trình độ đào tạo, bạn có trình độ đào tạo gì thì bạn ghi thông tin vào đó. Giả sử bạn là đại học thì bạn ghi là đại học. Ngành nghề đào tạo thì giả sử bạn là cử nhân kinh tế thì bạn ghi cử nhân kinh tế. Chỗ ở hiện nay, bạn ở đâu thì bạn ghi ở đó. Nơi thường trú thì nơi là cái nơi cư trú của bạn ấy. Bạn có hộ khẩu ở đâu thì bạn ghi ở đó. Những cái thông tin này là bắt buộc nha. Mình sẽ điền vào nha. Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn vui lòng điền tên cơ quan giúp mình nha. Mình giả sử là công ty trách nhiệm hữu hạn ABC. Địa chỉ của cơ quan ở địa chỉ nào thì bạn ghi giúp mình địa chỉ cơ quan ở đó nha. Giả sử mình ghi là số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lý do chấm dứt hợp đồng lao động á, thì trong cái quyết định chấm dứt hợp đồng thì ghi như thế nào thì bạn ghi như thế đó. Ví dụ bạn ghi là
để giải quyết vấn đề cá nhân. Loại hợp đồng bạn ghi giúp mình là hợp đồng của bạn là hợp đồng gì? Hợp đồng xác định thời hạn hay là hợp đồng không xác định thời hạn? Giả sử hợp đồng của bạn là hợp đồng xác định thời hạn thì bạn ghi vào hợp đồng xác định thời hạn. Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn căn cứ vào cái tờ rời mà công ty chốt cho bạn nha. Mình lấy giả sử là 33 tháng, bạn ghi vào địa chỉ đăng ký nhận thẻ bảo hiểm y tế. Cái này có nghĩa là sao? Tức là trong thời gian thất nghiệp á, thì bạn sẽ có một cái thẻ bảo hiểm y tế đúng bằng cái thời gian bạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Bạn ghi cái địa chỉ để nhận cái thẻ bảo hiểm y tế này giúp mình. Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp á, bạn có thể nhận bằng tài khoản ngân hàng hoặc là nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội của quận huyện. Cái này thì các bạn nên mở một cái tài khoản ngân hàng và nhận tiền qua tài khoản ngân hàng cho nó dễ dàng nhá. Và cũng khuyến khích cái này, nhà nước cũng đang khuyến khích cái này. Bạn tích vào đây, bạn sẽ đánh số tài khoản. Đánh số tài khoản ví dụ như là 1 2 3 4 5 6. Ngân hàng là ví dụ như ngân hàng ACB chẳng hạn, ACB chi nhánh Hồ Chí Minh. Tiếp theo là cái tài liệu đính kèm. Tài liệu đính kèm này thì bạn có thể up một trong những nghi loại giấy tờ sau. Thứ nhất là hợp đồng lao động này. Cái thứ hai là quyết định thôi việc này, quyết định sa thải này, quyết định kỷ luật buộc thôi việc này, thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động này. Và ở đây á, thì các bạn khi mà chấm dứt hợp đồng lao động á, các bạn hay nhận được cái quyết định thôi việc. Bạn update cái quyết định thôi việc vào giúp mình. Bạn chọn vào đây nhá, tài liệu đính kèm. Bạn chọn cái đường dẫn chứa cái quyết định thôi việc hoặc là một trong những cái giấy tờ mà họ nêu á để update vào. Tiếp theo, bạn chọn nơi cơ quan tiếp nhận. Mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh nên mình sẽ chọn là thành phố Hồ Chí Minh nhá. Tiếp theo, chọn trung tâm dịch vụ việc làm. Bạn chọn trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, bạn ấn vào chữ nộp hồ sơ. Như vậy là mình đã nộp hồ sơ xong rồi. Ở đây nó sẽ hiện cho mình này, mã hồ sơ này, ngày nộp này. Như vậy bạn đã làm xong cái thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp bằng online rồi đúng không? Việc này thì rất là dễ dàng. Đến đây thì mình xin phép dừng bài chia sẻ tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn yêu thích bài chia sẻ của mình thì vui lòng follow kênh của mình để đón nhận những cái bài chia sẻ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.